Đó, combo 3 cặp có 150 thôi anh em, combo 3 cặp có 150 thôi. Đó, full roll nó gôn được này lên rất đẹp luôn. Hello, xin chào mọi người. Đó, xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật những dòng cá màu giá rẻ của mình nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ lên những combo cá màu đó. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay những dòng cá màu rồi mình ra giá combo cho bạn xem nha. Và bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem. Ha, đó đây là cá full gold mình. Được trước mình có tách đẻ này. Đó, cho đẻ tập trung luôn. Có nhiều con nó đang chuẩn bị đẻ nè. Bạn thấy các con số lượng rất là nhiều luôn. Đó. Còn dưới bên đây là full red. Full red đó, nó đang đẻ cũng rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật những dòng cá bảy màu bên mình nha. Rồi. Combo 3 cặp coi red nha, combo 3 cặp coi red. 90k nha, combo 3 cặp coi red 90k nha. Đây. Các bạn thấy cái size nhìn rất là cối nha. Anh em mua về thả thủy sinh khỏi phải bàn nha. 3 cặp coi red thì mình bán với giá là 90k. Đó, 90k 3 cặp nha. Cá thì nó đang ôm bầu luôn. Đó, anh em mua về tập chơi. Đây, thả thủy sinh rất là ok nha. Đó. Thì có nhiều bạn hỏi mình bên mình còn coi red e không, coi red e lên hai tay bơi đỏ nha. Thì hiện bên coi red e bên mình thì chưa có nha, chưa lên, chỉ có coi red gen thôi. Red gen thì hai tay bơi nó chưa lên màu đỏ nha. Đó, thì mình bán combo 3 cặp là 90k. Đó. Rồi dòng tiếp theo, combo tiếp theo nha, đây là full red. Full red lên size đợt này cũng mái size rất là cối nha. Đó thì full red 3 cặp cũng 90k nha anh em. Đó, full red 3 cặp 90k nha. Đó, mái bạn thấy size rất là to luôn. Mái full red này. Đó. Rồi combo 3 cặp full red là cũng 90k nha. Đó thì anh em nào mua thì cứ liên hệ bên số điện thoại bên góc màn hình nha, mình có để số điện thoại và số Zalo. Đó, bên góc màn hình nha. Rồi, combo tiếp theo. Đây là full gold ribbon nha. Rồi, anh em thấy không? Đó, con mái này, con mái toàn bộ nó đang lên tay nha. Đó, combo 3 cặp có 150 thôi anh em, combo 3 cặp có 150 thôi. Đó, full roll nó gôn được này lên rất đẹp luôn. Đó, full gôn ri bông tay bướm phin xe cho anh em luôn, lên tay bơi cho anh em luôn nha. Đó, 3 cặp có 150 thôi. Đó, đợt này mình đang sửa nhà nên mình đó bán giá combo, giá rẻ lại cho anh em luôn nha. Đó, full gôn lên tay bơi luôn nha các anh em. Đó, full gold lên tay bơi, lên vàng ươm luôn. Đó, giá combo 3 cặp có 150 thôi nha. Đó, anh em nhanh tay. Đó, số lượng thì cũng còn rất là ít nha. Đó, số lượng còn rất là ít nha. Rồi, full gold đây là full gold gen nha. Đó, full gold gen. Đó, mái cũng lên tay bơi luôn, combo 3 cặp là 90k cho anh em luôn nha. Đó, trong mái nha, trong mái. Đó, mái nó lên tay bơi luôn. Nói chung full gold bên mình là khỏi phải bàn nha. Đó, nó lên full cho anh em luôn, mái full gold gen nó lên full cho anh em luôn. Đó, vàng ươm luôn nha các bạn. Đây nó đẻ các bạn thấy, đó, full gold mình nó đẻ số lượng rất nhiều luôn. Rồi đây là HB Blue. Đó, HB Blue nha, combo 3 cặp là 90k nha. Combo 3 cặp 90k luôn, HB Blue. Combo 3 cặp HB Blue 90k nha. Đó, combo 3 cặp HB Blue 90k. Đó, trống mái luôn nha. Ở đây rồng xanh Indo. Đó, combo 3 cặp là 100k nha. Đó, combo 3 cặp rồng xanh Indo là 100k nha anh em.
combo 3 cặp rồng Senendo là 100k. Đó, trống nó lên rất đẹp luôn. Nó lên snatching luôn nha, lên snatching cho anh em luôn. Đó, hoa văn bên hông này. Rồng Senendo snatching nha, lên snatching rất đẹp luôn. Combo 3 cặp là 100k nha, combo 3 cặp là 100k. Đó. Hôm nay mình quay mình combo giá rẻ cho anh em luôn nha. Rồi, combo tiếp theo. Combo tiếp theo là HB Red nha. Combo HB Red 3 cặp là 190k luôn nha anh em. Đó, combo 3 cặp 90k luôn. HB Red, combo 3 cặp HB Red 90k nha anh em. Đó, size rất đẹp luôn. Đó, anh em mua về chơi rất ok nha. Combo 3 cặp HB Red 90k. Rồi, combo tiếp theo. Đây là blue đặc xăng nha. Nó hơi chói xíu. Nó hơi chói quá. Đây. Blue đặc xăng, đó đầu xanh nha anh em, đầu xanh. Combo 3 cặp là 90k luôn nha. Combo 3 cặp HB blue 90k luôn. À blue đặc xăng 90k, blue đặc xăng 90k. À, cá nó sẽ lên toàn bộ đầu xanh cho anh em nha. Đó, trống mái nha. Rồi, 90k 3 cặp. Đây cũng rồng xanh. Rồng xanh Endo. Đó, 90k 3 cặp luôn. À, 100k 3 cặp nha. Rồng xanh Endo thì bao 100k 3 cặp. Thì mái cũng vết này. Rồi rồng tím nha. Đây rồng tím mua sắc. Tím mua sắc thì mình bán combo 3 cặp là 150 luôn nha. Combo 3 cặp 150 nha anh em. Tím mua sắc. Đó, combo 3 cặp 150 nha anh em. Đó, rồng tím đường này lên rất đẹp luôn. Trống nó lên full tím cho anh em luôn. Đó, anh em mua về tha hồ làm giống nha. Đó, tím mô sắc combo 3 cặp là 150. Combo 3 cặp 150 nha, lòng tím mô sắc. Ở đây là lòng đỏ nha. Lòng đỏ còn chắc tầm cỡ 6 cặp. Đó. Thì combo 3 cặp là 90k luôn, combo 3 cặp 90k luôn, còn 6 cặp nha. Đó. Lòng đỏ. Đây rồng đỏ tia nha. À, thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký cho Hồ kênh nhé các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong các video lần tới. Đó, các bạn mua thì cứ liên hệ số điện thoại ở bên góc màn hình và số Zalo nha. Đó, mình sẽ ship tận nơi toàn quốc luôn. Mà bên mình nhận chuyển khoản trước mình mới đi đơn nha các bạn. À, xin chào tạm biệt các bạn.